Nhắc đến Hà Gia Kính, có lẽ rằng trong đầu mọi người sẽ lập tức hiện lên hình ảnh chàng đại hiệp triển chiêu điển trai, thần thái ngời ngời với góc nhìn cương định từng chiếm trọn trái tim của hàng triệu chị em phụ nữ. Dù nhân vật này nhiều lần được những diễn viên khác tái hiện lại trên màn ảnh, tuy vậy phiên bản của Hà Gia Kính vẫn để lại nhiều tuyệt vời nhất. Là chàng trai trong mộng của tương đối nhiều cô nàng, nhưng con đường tình duyên của Hà Gia Kính lại lắm chông gai. Cuộc đời anh từng trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng ở đầu cuối đều không thể đi đến xong xuôi có hậu. Ở tuổi 60, nam tài tử có trong tay gia tài đồ sộ nhưng lại thiếu đi một bóng hồng để xa re. Thời gian đầu mới vào nghề, Hà Gia Kính tán tỉnh và hẹn hò với nữ diễn viên Đài Loan Kim Tố Mai. Cặp đôi tung rộng nhau sau thời điểm cùng hợp tác đóng chung phim truyền hình Bất Liễu Tình. Xứng đôi dừa lứa từ ngoại hình cho tới danh tiếng, tình yêu của hai ngôi sao sáng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng. Cũng như những cuộc tình tuổi trẻ khác, Hà Gia Kính và Kim Tố Mai cũng nhiều lần xích mích rồi dẫn đến tan hợp trong suốt thời hạn ở bên nhau. Cuối cùng vào năm 1995, họ tuyên bố chia tay, để lại trong trái tim người ngưỡng mộ nỗi tiếc nuối không nguôi. Không còn là người yêu của nhau, Hà Gia Kính và Kim Tố Mai vẫn gia hạn tình đồng bọn thiết. Năm 1998, biết tin nữ giới cũ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, chàng triển chiêu thường xuyên tới lui thăm hỏi và gửi lời động viên với tư một người bạn thăm giao đúng nghĩa. Thời điểm đó, Hà Gia Kính còn đưa ra lời hứa trăm năm rằng nếu hai người đến 60 tuổi mà đều chưa kết hôn thì sẽ ở với nhau tới hết quãng đời còn lại. Lời hứa này đã gieo rắc vào lòng những người yêu thích cặp đôi Bất Liễu Tình niềm mong muốn mà họ thậm chí còn nhớ đến tận ngày hôm nay. Đáng tiếc khi được hỏi về ước hẹn năm nào, nữ diễn viên thẳng thắn xa re đó chỉ là câu nói động viên của người sử dụng trai cũ, lúc đó, tôi bị ung thư gan. Không ngờ sự khích lệ đó khiến cho người theo dõi chờ đợi. Kết hôn hiện không nằm trong kế hoạch cuộc đời tôi. Hà Gia Kính và Kim Tố Mai tái ngộ vào năm 2013. Sau Hà Gia Kính, Kim Tố Mai trải qua một vài cuộc tình và dướng rất nhiều thị phi khi mang danh Tiểu Tam xen vào hạnh phúc mái ấm gia đình người khác. Hiện tại, cô dành nhiều thời hạn vận động trong nghề dịch vụ chính trị ở Đài Loan. Về phía đại hiệp triển chiêu, vào năm 2014, anh đã xa re phiên bản thân không tồn tại ý định kết hôn, sinh con, toàn tâm toàn ý quan tâm quá trình kinh doanh. Lời ước hẹn trăm năm dần hết thời hạn và có khả năng bị bỏ qua mãi mãi, nhưng tình tri kỷ đáng quý của hai ngôi sao sáng thật khiến cho người ta không khỏi ngưỡng mộ. Nguồn, tổng hợp.